Yo, hello, what's up cho anh em nha. Quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em game Hải Tạo Đại Chiến mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa mà video cho anh em xem video. Vậy đâu video anh em xem like và một subscriber cũng channel phát triển nha, có anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn gót quà của sự kiện mới anh em của game. Và tuần này chúng ta bước vào với chuỗi sự kiện thần toán tử. Thần toán tử mùa này nhìn thấy nhiều anh em bang bảo ngon lắm luôn khi nhận được bảo vật nón mú là Big Bomb anh em, tăng tốc độ, lộ và giảm sát thương. Bộ này là khả năng cao tôi sẽ chiến cái này đấy. Để tính toán xem nếu mà đủ chúng ta sẽ chiến luôn phần này anh em. Mùa này khả năng mùa này sẽ lấy nón Big Bomb mày về anh em nha. Nón Big Bomb mùa này khá là ngon nên khả năng sẽ chiến anh em, khả năng chiến rất là cao luôn. Tiền săn gì? Tiền săn gì chúng ta sẽ xem qua quà. Quà tiền săn gì mùa này thì uầy được uy tín, có 10k thôi anh em mà các bạn nhận cho đến như được 2k thẻ ấy này, ngon anh em. Mùa này lên chơi nha, vào bén luôn. Rồi tiệc kẹo Big Mom, tiệc kẹo Big Mom thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không, chúng ta có hai cái phần thưởng rất là ngon anh em đó. Các bạn cố gắng mà săn, cũng phải cố gắng săn anh em làm thôi. Cái này đơn giản, nó triệu tập trăm tướng này tôi làm ngay giờ mà đi vào làm luôn anh em. Cái fanpage đây nhỉ, vội quá. Thôi kệ anh em, điểm qua là của em fanpage tí. Chúng ta thông báo bảo trì định kỳ, ra mắt máy chủ mới anh em. Bực thẳm trở lại. Hiện tại chưa có quà code gì đặc biệt các bạn. Bên thư gì không? À thư quà tiêu phí anh em, thôi vừa tiêu phí kim cương. Chỗ này chúng ta có đùa top. Đùa top làm mới hả? Uầy, bao nhiêu báu vật xịn đấy. Từ bạn này cho nhiều báu vật xịn thế nhỉ, bữa mình check thiếu à? À không ạ, đây. Full là 150 tốc, 150 nộ, 35 miếng trống. Uầy. Chỉ huy là tăng công, tăng máu cho đấu sĩ này các bạn này. Hỗ trợ là tăng tốc độ luôn, 150 tốc độ cộng thêm 150 tốc độ là vào 265 tốc độ anh em. Xạ thủ thì cộng xuyên thủng. Thề như cái bộ mới phải anh em, tôi nhìn cái bộ báu vật này như mới về sao nhở. Mình ngoài check bên này lắm mà sao hôm nay nhìn thấy mới. Chả biết đâu anh em, nhưng mà nhìn thấy cũng xịn xó đấy. Rồi. Và sự kiện coi anh em. Tiêu phí kim cương, chiêu mộ đặc biệt mùa này thì chắc là... Rồi. Su, rồi. Hải tạc. Pip pip này ngon này anh em, chính thủ lấy. 2 ngày thôi. Ok các bạn, đi lượm luôn 30 quên lộn sorry 150 thùng bia về luôn này các bạn này. Đấy, mùa này kiếm ngay 200 thùng đơn giản lắm. Ở đây mới cả các bạn bên sự kiện Big Mom nó kiếm được 200 thùng rồi. Mùa này lại đổi đến chi 10 sao à. Lanh quanh hết rồi anh em, chúng ta vào việc đi. Đầu tiên đi triệu tập tướng đó nào. Rồi mối hệ thêm một vài anh 36 hui 83 các bạn. Còn gì nữa đâu mà nói anh em. Chắc còn bên sinh khí một ít nữa các bạn. Cho bên sinh khí lên thêm ít nữa. Mùa này đang vào rảnh, có khi tôi ngồi tôi lâng tít anh em. Nhưng mà thôi cái này để nó vào rảnh làm sao, chứ vấn đề giờ này chưa phải cần thiết các bạn. Thì giá dù Pemperman Luffy sắp mặt. Rồi ok bạn, xong rồi đấy. Nhìn nó thấy rồi anh em, xong rồi đấy. Ok bạn, xong luôn. Rồi tiếp theo thì 30 nhiệm vụ 4 sao đấy anh em. Hơi sâu bạn, mùa này hơi sâu đấy. 30 nhiệm vụ hơi sâu anh em. Ây da. Nhưng mà nhớ đâu đó không cày thông thạo này, chuẩn bị nhặt thiện cày thông thạo được anh em. Hôm nay có mở thêm thông thạo tương mới nữa mà. Để mai rảnh, tối rảnh tôi xem được, tôi hướng dẫn anh em cày luôn cho nó khỏe các bạn.
Mì thông thạo tôi mới trái cày mà đâu nên nấu khó đâu anh em. Chụp xấu đấy. Lâu không vô xấu thế nhờ, 30 nhiệm vụ anh em, 30 nhiệm vụ 4 sao. Đây rồi. Một đống hàng luôn các bạn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 26, 27, 28, 29, 30. 30 rồi anh em. Check xem nào, chúng ta kiếm được bao nhiêu thùng rồi đấy anh em. 250 rồi, là hiện tại được 330, 236 thùng rồi anh em. Lượm chỗ này về nữa là chúng ta có thêm được 50 thùng nữa anh em, ngon lành. Tiệc săn gì phát nữa nào. Đổi lấy cái vé thành tay anh em. 286 rồi anh em, chúng ta có 680. 680. Sáng nay quên chưa đánh đảo bánh anh em, qua đảo bánh phát nào. Xem qua bên này có kiếm thêm được chút ít nào nữa không ạ. Được ít vé đánh nhau thôi chứ không có xu à. Đây các bạn, rồi có ít xu đây rồi. Rồi ok. Rồi ít, ít quá các bạn. Được 720 thì ngon. Ồ, chắc là đủ các bạn, chắc là đủ 720 đó. Hên xui chắc đủ các bạn. Mình luôn đi anh em, rồi. Ai được quà tiêu phí này, biết mà. Rồi, vừa đẹp các bạn. 8872 hay 89972 anh em, được 9 vòng. 9 vòng bên ngoài nữa là đủ rồi anh em. Đủ lấy thêm 300 cốc bi vàng về nữa các bạn nhá. Đó. Đây là quẩy, tôi đang chỉ để hướng dẫn anh em quẩy qua và gom tài nguyên nhanh ở sự kiện này thôi anh em. Gom nhanh sự kiện được các bạn, gom nhanh tài nguyên được các bạn. Mùa này lón mic bom đang mà không biết có lên lấy thêm bảo vật không, hay tôi chuyển sang lấy tướng các bạn. Mới mùa vừa rồi toang lắm. Mùa này chắc là lấy tướng đi anh em. Tôi nghĩ mùa này sẽ lấy tướng xong kiểu dư ra được, nếu mà đủ 200 lón thì mình sẽ vào random hên xui, được thì ăn mà không được thì mất cho nó khỏe các bạn. Chứ mấy mùa vừa rồi toàn cứ dồn vào để lấy bảo vật xong cuối cùng toàn cứ phải khô máu đen đẹt luôn, phải đến tận củ đáy luôn mới ăn được. Nhất mùa này là không chung đấu trường trong cùng một đợt anh em nên là rất là khó lấy luôn. Nên là chắc tôi sẽ không bung anh em. Đang tính chắc không bung câu bia vàng, tính góp tí các bạn. Cơ bản mùa này tôi cũng không buồn đập thùng bia luôn á, nó thật là như vậy. Nhưng mà anh em nào có kèo đập thùng thì cứ mạnh tay bê Facebook nhá. Cảm ơn nhiều luôn. Lượm qua được 90 thùng bia rồi anh em. Rồi. Đi kiếm hai cái kim cương chơi này. Xem nào, tiệc kẹo Big Mom, chúng ta sẽ đặt mục tiêu ở những vị trí này các bạn. Đầu tiên một cá thể album này. Rồi. Bên này đã có Akuchi Kuzan chưa? Ồ, chưa có Akuchi Kuzan các bạn. Để thêm Jin bé cũng được. Bên này thì chắc chắn là phải có Kado Hibilai rồi anh em. Bố vật. Mùa này là nhấn thêm nhấn công à hay nhấn gì ta, tôi quên mất rồi. À, nhớ rồi, mùa này chúng ta sẽ lấy thêm đâu nhỉ? Đây các bạn. Rồi, chúng mắt là thế đã. Gom nhanh qua sự kiện là chúng ta được 376 thùng bia rồi anh em. Tôi đang băn khoăn vấn đề nữa là không biết mùa này có lên boom không các bạn. Thật sự boom thì nó hơi bị tiếc luôn anh em. Rồi 200, 300 có bia vàng anh em. Nên là vẫn đang đắn đo là không biết là có lên boom không các bạn nhé. Boom có bia vàng á, tôi đang băn khoăn không biết là bên boom bốc có bia vàng không. Bây giờ mà chúng ta boom bốc có bia vàng là nhận về được thêm bao nhiêu nào. 5, 10 10 với... Ủa, tôi nhớ chứ có mà, hết rồi à. Ồ, một lượt được có 30 rồi à. 43, 120 thùng nữa. 120 thùng nữa, đây vào gần 500 thùng. Chắc biết có lên boom không.
Ôi, quyện nhanh sự kiện đấy thôi. Đó, mùa này thì chúng ta còn có đây bên này nữa các bạn nhé. Sự kiện thần toán tử khá là hấp dẫn. Còn có việc vấn đề có chơi không thì từ từ tính. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc sẽ chơi anh em vì cái lón Big Mom này. Lón Big Mom này khá là ok các bạn. Chúng ta check lại cái lón Big Mom nào. Chín mươi chín tốc độ, 50 lộ, 30 giảm sát thương cũng được các bạn, khá là bén, chắc là sẽ lấy anh em. Rồi cứ biết thế đã anh em nhé. Có gì hot tôi sẽ cập nhật thêm bạn ở video sau. Còn đâu clip ngày hôm nay kết thúc đây, đừng quên like, share, subscribe hộ channel Giá Thí. Bye bye mọi người, và nhớ gom nhiều tài nguyên nhé.